Một lần nữa chúng tôi rất vui để tiếp tục chương trình tin tức hệ thống truyền hình VBS. Và sau đây là phần tin Việt Nam. Peace Corps gấp rút chuẩn bị để bắt đầu chương trình hoạt động ở Việt Nam từ giữa năm 2022. Peace Corps là tổ chức hòa bình của Mỹ hiện đang làm việc để xây dựng các chương trình hoạt động ở Việt Nam và có kế hoạch đón nhận các tình nguyện viên đến từ Mỹ vào giữa năm 2022 đại diện của Priscop ở Việt Nam vừa cho Đài Voa biết trong một cuộc phỏng vấn riêng qua email. Bà Kate Booker, là giám đốc Priscop tại Việt Nam cho hay tổ chức này hiện có nhân viên người Mỹ đang làm việc ở Việt Nam và đang trong quá trình tuyển nhân viên tại chỗ. Hồi đầu tháng nay, thì tòa đại sứ Hà Nội ở Mỹ ở Hà Nội đang thông báo tuyển dụng khoảng 10 nhân viên địa phương cho một loạt các vị trí thuộc Priscop Việt Nam từ điều phối viên ngôn ngữ và đa văn hóa, nhân viên về đào tạo cho đến quản lý chương trình giáo dục tiếng Anh và trợ lý điều hành kiêm chuyên gia truyền thông. Ngoài ra, thì Peacecraft Việt Nam cũng đang tìm địa điểm làm văn phòng và xây dựng các tài liệu để làm chương trình, tiến hành tập huấn và một số công việc khác. Nữ giám đốc của Peacecraft tại Việt Nam đã nói như vậy với Đài Voa. Văn phòng của tổ chức này sẽ nằm tách rời khỏi các cơ sở của đại, tòa đại sứ Hoa Kỳ vì Peace Corps tuy là một tổ chức chính phủ Mỹ và có phối hợp hoạt động với tòa đại sứ Hoa Kỳ song nó độc lập với tòa đại sứ. Giám đốc Keith Becker đã nói như vậy. Khái quát về hoạt động sắp tới, bà Becker cho hay là nhóm các tình nguyện viên Mỹ đầu tiên sẽ đến vào năm 2022 và sẽ phục vụ các chương trình ở Hà Nội tập trung vào việc giảng dạy tiếng Anh. Sau khi đến Việt Nam cũng như các nơi thì các tình nguyện viên sẽ trải qua 3 tháng tập huấn toàn diện về văn hóa, về ngôn ngữ và các vấn đề kỹ thuật trước khi họ được giao nhiệm vụ kéo dài 2 năm. Họ sẽ sẵn sàng làm việc khi năm học bắt đầu vào tháng 9. Mỗi năm sẽ có một nhóm tình nguyện viên mới đến Việt Nam. Nữ giám đốc của Corps Việt Nam đã cung cấp thông, thông tin cho biết như vậy. Nhân chuyến thăm của Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama tới Việt Nam hồi tháng 5 của năm 2016, hai nước đã công bố việc thiết lập hoạt động của Corps lần đầu tiên ở Việt Nam, một diễn biến được xem là mang tính lịch sử. Tiếp đến là vào tháng 7 năm 2020, hai nước đã ký kết thỏa thuận chính thức triển khai chương trình đầu tiên về dạy tiếng Anh của Peace ở Việt Nam. Với những cột mốc này, quan hệ song phương Việt Nam, Hoa Kỳ đã trở thành nước thứ 143 tiếp nhận hoạt động của Peace Corps. lấy làm vinh dự là chính phủ Việt Nam đã mời các tình nguyện viên của Peace tới phục vụ ở đất nước của họ là lần đầu tiên và mang tính lịch sử. Chrisco Việt Nam với trọng tâm đặt vào việc uh, giao lưu giữa các nền văn hóa và xây dựng năng lực sẽ mang lại lợi ích cho nhân dân hai quốc gia trong nhiều thế hệ. Lời phát biểu của bà Becker, nữ giám đốc chuyên trách Việt Nam, đã nói như vậy. Đi vào cụ thể, thì bà Becker cho hay là các tình nguyện viên sẽ được đầu tư sâu trong quá trình làm việc với học sinh và giáo viên Việt Nam để giúp họ cải thiện về tiếng Anh có khả năng nói và hiểu tốt hơn tiếng Anh. Vẫn theo lời bà Becker, hoạt động của Pitchcock trực tiếp ăn khớp với mục tiêu quốc gia của Việt Nam về cải thiện kỹ năng tiếng Anh cho giới trẻ và lực lượng lao động mới. Trên bình diện rộng hơn, đó cũng là cơ hội để Mỹ và Việt Nam tiếp tục phát triển mối quan hệ vững mạnh và lâu bền, cũng như xây dựng tình hữu nghị lâu đời. Bản tin sau cùng về Việt Nam nói đến việc... Việt Nam vừa bắt đầu chiến dịch tiêm chủng ngừa COVID-19. Theo hãng tin Reuters, hôm 8 tháng 3 vừa qua, Việt Nam đã bắt đầu triển khai chiến dịch tiêm chủng ngừa COVID-19 bằng vaccine của hãng AstraZeneca. Theo Bộ Y tế, thì đợt tiêm ngừa COVID-19 trên diện động đầu tiên được triển khai với hơn 117.000 liều vaccine của AstraZeneca đã được nhập về Việt Nam hôm 24 tháng 2. Trước mắt thì đối tượng ưu tiên được tiêm chủng là các nhân viên y tế, lực lượng công an quân đội đang làm việc tại các vùng có dịch như là Hải Dương. Báo chí tại Việt Nam sáng 8 tháng 3 đã ghi nhận các điểm triển khai tiêm chủng đầu tiên đó là tỉnh Hải Dương, các bệnh viện nhiệt đới trung ương và bệnh viện nhiệt đới thành phố Hồ Thành phố Sài Gòn, những nơi điều trị bệnh nhân COVID-19. Bộ Y tế thông báo trong tháng 3 này Việt Nam dự kiến sẽ được nhận thêm 103 triệu liều vaccine theo chương trình COVAX. Và đến tháng 4 và tháng 5 thì nguồn vaccine mới dồi dào hơn và khi đó việc tiêm chủng có thể được mở rộng. Mục tiêu của chính quyền Việt Nam là trong năm 2021 sẽ tiêm phòng được 100 triệu liều trước khi triển khai chiến dịch tiêm ngừa COVID-19 rộng lớn nhất từ trước tới nay. Các cơ quan y tế Việt Nam đã lập danh sách các đối tượng ưu tiên đó là nhân viên y tế, người tham gia phòng chống dịch bệnh cùng cả các ban lãnh đạo và phóng viên, nhân viên ngoại giao, hải quan, cán bộ làm công tác xuất nhập cảnh, lực lượng công an, quân đội rồi đến những người trên 65 tuổi và các đối tượng khác. Hiện tại thì chính quyền Việt Nam đang cố gắng kiểm soát ổ dịch cuối cùng ở tỉnh Hải Dương đã bùng phát cùng với một loạt địa phương khác từ cuối tháng Giêng. Thưa quý khán thính giả, đó là bản tin sau cùng đã chấm dứt phần tin tức ngày hôm nay của hệ thống truyền hình VBS. Mai Tuấn xin chân thành cảm ơn sự theo dõi của quý vị. Mong được gặp lại quý vị trong chương trình ngày mai.